有一个，难道嘞？rồi rồi mình có thích học Super Brand không? Rồi có, vậy bây giờ mình biểu diễn nha. Rồi chuẩn bị nè, 53 35 trừ 76 bằng 12. Chính xác. Rồi tiếp tục, 81 18 trừ 77 bằng 22. Chính xác. Tiếp tục, 25 62 trừ 85 bằng 2. Chính xác. Giỏi quá, vỗ tay hai bạn dê cái coi. Dê dê dê. Rồi tiếp tục, 72 16 trừ 63 bằng 25. Hài lòng, chính xác. Hai bạn quay lại dê với nhau đi coi.